Thôi được rồi, con xin với các bạn van vòi inox. Không thích gì ở bạn nữ sử dụng dạ, không thích bạn nữ là đi shopping mua nhiều đồ. Trời ơi, mà không có bận, không bận không ra không. Bạn đi shopping về xong các bạn mua đồ, các bạn treo trong tủ. Ủa sao không biết ta?